Alright. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cái kênh Hát Bi Nguyễn, những loài sống dưới nước của mình nha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn một loài cá có tên là cá ba cu, hay còn được những người dân miền Tây biết đến nhiều với cái tên cá chim trắng. Thì đầu tiên để mình giải thích cho các bạn nghe tại sao mà nó có tên gọi là cá ba cu nha các bạn. Thì cá ba cu là một tên gọi chung của các loài cá ăn tạp ở Nam Mỹ và có họ hàng gần với loài cá piranha. Thì thông thường nếu các bạn gặp loài cá này ở tiệm cá cảnh thì họ sẽ nói đây là cá ba cu. Còn nếu các bạn bắt gặp chúng ở ao hồ, sông, suối thì những người dân bản địa nơi đó họ gọi loài cá này là loài cá chim trắng. Nhưng loài cá chim trắng nước ngọt nha các bạn, vì loài này có một con cá chim trắng nước mặn nữa nha các bạn. Khi chúng còn nhỏ thì các bạn nhìn chúng y như là cá piranha vậy, rất khó để các bạn mới chơi cá phân biệt được nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ nói luôn để các bạn nào mà mới chơi sẽ dễ phân biệt hơn nha các bạn. Đầu tiên là nói về cá piranha đi ha. Cá piranha thì cái miệng của nó hơi móm hơn các bạn, cái hàm trên của nó hơi thụt vô, cái hàm dưới của nó hơi đưa ra một xíu, và thân hình của nó, cái bản lưng, cái bì dọc của nó nhìn nó nhỏ hơn cá ba cu các bạn. Và điều đặc biệt nữa là răng của cá piranha hình lưỡi cưa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cá ba cu, hàm răng của chúng nhìn như răng người của mình nha các bạn. Và hàm trên, hàm dưới của chúng nhìn rất đều nhau nha các bạn. Cái điều này rất là cơ bản thôi nhưng mà không phải ai cũng biết nha các bạn. Tại vì giá của hai loài này chênh lệch rất là xa. Loài cá chim ba cu này thì giá rất là rẻ các bạn. Còn cá piranha thì mắc lắm. Một con size 4-5 ngón tay thôi là 6-700 ngàn rồi các bạn. Thì hôm nay sẵn tiện mình được thằng cháu mình nó mới đi câu dính về nè các bạn, nó cho mình, thì mình bỏ vô hồ, mình quay cho các bạn xem luôn. Thì hôm qua cháu mình nó câu được một con rất là to các bạn, một con bự hơn bàn tay nhiều, nhưng mà nó để ở dưới nhà nó thì không có oxy, cho nên là nó nhắn tin, nó điện thoại cho mình nhưng mà mình không có nghe máy được các bạn, cho nên là nó không có đưa cho mình được. Rồi cuối cùng số phận của em cá ngày sau đã dảnh củ tỏi. Rồi con này là con ngày sau nó câu được nữa nó mới cho mình nha các bạn. Thì loài cá ba cu này chúng có nguồn gốc xuất xứ từ sông Amazon thuộc Nam Mỹ. Mặc dù họ hàng của chúng là cá piranha rất hung dữ và chúng tàn sát mọi thứ trên đường đi, nhưng loài cá ba cu này ngược lại, chúng thích ăn thực vật, đặc biệt là những quả và hạt nha các bạn. Vì chúng có hàm răng giống như người mà, cho nên rất là khỏe. Chúng thích nhai nghiền nát thức ăn hơn là cắn xé giống như piranha. Thì hôm nay mình sẽ nuôi thử nghiệm chung với bầy lòng tông của mình. Bầy lòng tông cũng 2 năm mấy rồi các bạn. Thì nó được size lớn với một con ép panda nữa. Cái này là mình chỉ thử nghiệm thôi, mình nuôi một ngày rồi thì mình thấy nó không có cắn các bạn. Để thử xem nó có cắn không. Nếu như mình thấy không ổn thì mình sẽ vớt bầy lòng tông ra nha các bạn. Mặc dù là mang tiếng cá sông với cá thịt, nhưng mà nuôi trong hồ kiến thì nhìn cũng bá chéo một chiếc chó ha các bạn. Bạn nào mà có hồ kiến rộng rộng nuôi khoảng từ 4-5 con lấy lên ha, nó bơi đàn nhìn đẹp lắm các bạn. Cũng không khác gì cá piranha đâu. Cái này mà các bạn setup bể thị sinh chứ quá, nhìn là bá cháy luôn. Nhưng mà thủy sinh thì mình sợ nó ăn hết mấy cây của các bạn luôn. Hồ biotop á các bạn, mấy cái hồ mà gỗ lũa, trang trí gỗ lũa rồi á, thì nó sẽ đẹp hơn và an toàn cho mấy cái cây của bạn hơn. Theo như thông tin của mình tìm hiểu thì loài cá này thích hợp nuôi trong môi trường nước ấm, từ nhiệt độ khoảng 22 đến 28 độ C. Còn như dưới 20 độ C thì chúng rất dễ bệnh các bạn. Chúng hay bị nấm hay là bị màng mắt, nấm trắng đồ nhiều lắm.
Và nếu nuôi trong nhiệt độ 12 độ thì chúng mắc thân bằng bơi nha các bạn. Và 10 độ là chúng sẽ ngủm. Con này của mình thì ba cu bụng vàng hả các bạn. Tại vì mình thấy dưới bụng với cái vây hậu môn, vây bụng nó đều á là đều màu vàng cam hết các bạn. Bây giờ thì mình thấy màu cam nha các bạn, mai mốt lớn lên thì không biết nó có màu đỏ không thì mình không biết. Thì con này ở miền Nam Việt Nam thì có bán, ngoài chợ có bán rất là nhiều các bạn. Người ta nuôi mương đó, người ta tát lên người ta bán rất là nhiều. Giá bán thịt cũng tương đối rẻ. Lúc trước thì mình cũng có nuôi loài này rồi các bạn, nhưng mà loài ba cu bạch tạng á các bạn. Ba cu albino đó. Rồi một con nó ha, khoảng 3-4 ngón tay thôi là 200 ngàn một con nha các bạn nha. Mà nhiều khi còn không có hàng nữa đó các bạn. Mình kiếm dữ lắm đó mới ra. Nhưng mà sau này mình nuôi được một thời gian rồi mình đi làm ở nhà cúp điện á các bạn. Đâu có ai mà coi giùm mình đâu các bạn. Thì nó đã ngủm. Mặc dù mình có máy oxy sục bằng pin luôn, mình đề phòng trước rồi, nhưng mà tại mình đi làm rồi không có ai ở nhà hết, cho nên là em nó bye bye. Thì con cá này các bạn đừng có lo là về phần thức ăn của nó. Thức ăn của nó ăn tạp lắm các bạn ơi. Nó ăn nào là tép nè, trùng. Thức ăn viên thì nó ăn vẫn bình thường các bạn. Như đầu clip tới giờ các bạn thấy mình vẫn cho ăn thức ăn viên bình thường. Nhưng mà loại hạt này hơi nhỏ. Để mai mốt mình sẽ mua loại hạt lớn hơn mình cho nó ăn. Để nó nghiền giống như nó cắn mấy cái hạt đó các bạn. Thì nó sẽ ăn ngon lành hơn. Còn cái hộp này nhỏ quá thì nó nuốt không à, nó đâu có nhai được đâu. Ôi loại cá này nó ăn đủ thứ hết các bạn ơi, nhiều. Còn mà là người ta nuôi dưới mương á, thì mình cũng có nuôi mấy con dưới mương lên, vớt lên hồ kiến nuôi luôn. Là lúc đó là nó ăn cỏ gác gì dưới mương các bạn, mùn bã gì nó cũng ăn hết. Tại con này thì cháu mình cho hơi đột ngột, cho nên là mình chưa có kịp chuẩn bị thức ăn lớn cho nó các bạn. Con này thì mình khuyến cáo mọi người không nên nuôi chung với những cá nê ong hay là mấy con cá chuột, cá nhỏ nhỏ đâu nha các bạn. Vì nó cắn chết á. Cá này nó tranh giành lãnh thổ gay gắt lắm. Hồi lúc trước là mình nuôi 4 con cá chim đó chung một cái hồ kiến cũng dài các bạn. Thì có 2 thằng nó hòa thuận, còn 2 thằng kia nó quýnh lộn suốt luôn các bạn. Cho nên là mình phải đặt thêm một miếng kiến mình ngăn chính giữa. Hai tụi nó ra, hai đứa hai bên các bạn. Chứ không thôi là nó cắn gách cầy gách đuôi tùm lum hết. Cá này thì các bạn có thể nuôi chung với hồng dĩ, mỗi dịch đồ nè, chê cọp đồ vẫn được nha các bạn. Các bạn không nên nuôi chung với cá mập cảnh. Tại vì mình sợ nó cắn đuôi cá mập cảnh hết các bạn. Mấy con mà lớn hơn nó đó thì được. Mấy con mà lớn hơn nó thì được. Chứ còn mà sai nhỏ 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 là nó cắn chết hết nha các bạn. Hồ này của mình thì quá nhỏ để nuôi 3-4 con các bạn. Tại vì nó ăn nhiều nè, rồi nó đi ra phân cũng nhiều nữa. Mấy lọc cù mé này lọc không nổi đâu các bạn. Mấy cái lọc thác này nó lọc cá nhỏ nhỏ thì được, chứ cá to này mà ăn với số lượng nhiều mà nó đi phân ra là nó lọc không nổi. Rồi thì hôm nay mình chỉ làm clip tới đây cho các bạn xem thôi. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, like, share để ủng hộ mình làm các video tiếp theo nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo. Và clip sau nếu như mà con này mà nó hòa thuận với mấy bầy lồng tông hay là nó có nghịch gì đó thì mình sẽ quay cho các bạn xem tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.